Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Bây giờ thì các bạn đang cùng với Việt Thảo đang ở trong một cái lớp hướng dẫn cái cách dùng bột nhúng SNS vào trong ngành nail. Những học viên ở đây là những người thợ làm ở trong các tiệm nail, ngay cả những người chủ tiệm nail hoặc kể cả những người chủ supply của nail cũng có. Họ học để chi? Cái lớp căn bản để biết cách sử dụng theo đúng kỹ thuật, đúng từng step by step một, để cho cái hiệu quả tốt nhất khi sử dụng SNS, cái bột nhúng này vào trên cái móng tay hay là móng chân của người ta. Thì sau khi học lớp này xong sẽ được, thì trong cái lớp này đó, các học viên sau khi được anh Châu Nguyễn hướng dẫn xong thì sẽ thực tập liền tại chỗ. Cứ người này làm cho người kia làm trở ngược lại cho người nọ, và dưới sự hướng dẫn để cuối cùng hoàn tất một cái lớp học và được cấp bằng. Cái thắc mắc của mọi người ở chỗ là cái bằng cấp tới như thế nào? Tại sao cần phải có cái bằng cấp, tức là cái certificate đó? Today we have the license. This one is the certificate to show that after the training today, if anyone want to have this one to post in your salon, come to talk to Andy about it. Trên này để là SNS Healthy Natural Nails, Nail Pro. Như vậy thì cái thứ hai đó thì nó có ở dưới để là SNS Master. Như vậy thì có hai cái sự khác biệt như thế nào về hai cái bằng cấp này? Cái Nail Pro là cũng được cấp bởi SNS, nhưng mà ở cái level thấp nhất, người nào học xong cái lớp căn bản biết áp dụng cái sản phẩm SNS, cái bột nhúng SNS này vào việc làm móng tay móng chân mà làm đúng kỹ thuật, đúng technique theo từng cái step một thì được cấp cái bằng, nó gọi là Nail Pro. Thì sau khi có bằng Nail Pro rồi, làm việc trong khoảng 6 tháng tới 1 năm với những cái kinh nghiệm mình có được, và đồng thời phải qua một cái lớp training đặc biệt nữa. Lần này là tạo cho cái người thợ đó hay cái người chủ nhân đó có thêm cái kiến thức về cái SNS nữa. Thì lúc đó mới được cấp cái bằng gọi là SNS Master. Sau khi có SNS Master rồi, nếu được well trained nữa để trở thành Grand Master, thì lúc đó cái người đó mới có quyền dạy người ta và cấp bằng cho người ta. Trong các học viên đến đây, có những người lần đầu tiên biết về bột nhúng SNS. Có nhiều người đã từng học những cái lớp học trước đây về bột nhúng SNS và đã từng đem bột nhúng SNS về, đã áp dụng ngay trong các tiệm nail của mình. My name is Helen. My salon is Chow Bella Nail Salon in Perth. It's located at Canningville. So it's just a small shopping center, but I have got customers, like repeating customers, and it's just non-stop people walking in and they keep asking for SNS. Well, I must tell you that after we have switched most of our customer to SNS product, our sales figure is growing. Our sales figure is growing. Our income, of course, is more benefit to us, because customer just loves it, because they can't keep their nails strong enough, they can't maintain the nails to grow, but with the SNS it actually help the natural nails to grow and to keep the length whatever they want. So they keep, it's a repeating customer. It's the customer service that is also very important, that they come back to us, and my sales is just going up for the SNS. Until now I would say more than 50%. Mình tên là Vân, mình đến từ Perth, tới VA. Mình làm nails ở tiệm Venice Nails. Nói về thành công thì có hai lĩnh vực thành công. Thứ nhất là nếu mà mình thành công về kinh tế không thì nó không đủ. Thành công là phải chia làm hai phần. Nếu mà thành công về kinh tế mà mình có sức khỏe thì cái đó mới thực sự là thành công của một con người.
Tại vì trong cuộc sống đối với Vân á, là nếu mà mình làm ra tiền và mình cầm đồng tiền đó về nhà mình xài mà mình cảm thấy hạnh phúc thì đồng tiền đó mới có giá trị. Còn nếu mình cầm đồng tiền về mà mình trong cuộc sống mình nó có gì đó nặng nề thì mình thấy cái đồng tiền nó không có ý nghĩa. Đối với sản phẩm SNS bột nhúng áp dụng trong ngành nail hiện nay là một cái sản phẩm hot nhất, mà không phải riêng tại Úc Châu mà trên thị trường của ngành nail trên toàn thế giới. Riêng tại Úc Châu, do yêu cầu của Bộ Y tế Úc Châu, cho nên sản phẩm SNS phải làm đúng theo cái formula của Úc Châu. Và đứng về tổng đại lý phát hành toàn cõi Úc Châu của Original Beauty and Supply, thì Andy đã có những ưu tư gì? Đã trên 2 năm rồi, mình đưa cái sản phẩm SNS vào thị trường của Úc. Ban đầu thì cũng có những cái vấn đề khó khăn, không phải là một cái chuyện một ngày một bữa mà mình làm được. Thì cho đến ngày hôm nay thì cái tên tuổi của SNS nó đã đi vào cái thị trường của Úc một cách mạnh mẽ, từ các nơi, từ các tiểu bang khác như là Adelaide, Queensland, Perth, Sydney và Melbourne. Tất cả mọi nơi đều có. Thì trước tiên là trên một cái vai trò là một người tổng đại lý của SNS, mình cũng có những cái đôi lời tâm sự và muốn gửi đến tất cả những cái quý khách hàng mà đã ủng hộ cho cái sản phẩm SNS nhiều năm qua. Là hiện tại thì cái SNS đã ra một cái new formula, nó tốt hơn, nhưng mà cái lý do chính của cái sản phẩm nó có cái sự thay đổi là vì cái bao bì cũ và cái bao bì mới. Cái lý do mà mình đưa cái formula mới về trên cái thị trường của Úc là vì cái bao bì cũ ngày xưa nó hoàn toàn nó giống y hệt như là cái bao bì ở bên Mỹ, mà hai cái tiêu chuẩn của hai chính phủ về bên cái Health Department thì nó cái require nó khác nhau. Cho nên tránh sự nhầm lẫn của khách hàng là họ vẫn xài những cái hàng mà nhập từ bên Mỹ về, hay là họ đi qua Mỹ, họ có thân nhân hay whatever, họ gửi về bên Úc này để xài. Thì đúng ra thì vẫn được, không phải nói là không được, nhưng cái Bộ Y tế Úc thì nó không có chấp nhận. Cho nên mình có yêu cầu và hãng cũng đã làm ra một cái formula mới này để nhằm tạo sự nhận biết cho khách hàng một cách dễ dàng hơn, là trên cái bao bì của nó hiện giờ nó có thể là cái trước kia nó là khép màu đen thì bây giờ nó sẽ là khép màu xám, và trên mỗi một cái bottle, mỗi một cái sản phẩm nó đều có cái lá cờ của Úc và ghi rõ là this formula is for Australian only. Mình là một cái tổng đại lý của hãng SNS, mình rất muốn chia sẻ sản phẩm này ra cho tất cả mọi người, và mình cũng rất là hoan nghênh nếu những người nào có thể, tức là những người mà làm cùng nghề mình, tức là những đồng nghiệp của mình, nếu muốn sản phẩm SNS thì có thể liên lạc trực tiếp với mình hay là liên lạc trực tiếp với hãng SNS để có được những sản phẩm mà nó theo cái tiêu chuẩn của chính phủ Úc require. Trên vai trò là một người tổng đại lý thì mình rất hoan nghênh các bạn đến với sản phẩm SNS. Hiện giờ Úc Châu tổng đại lý là Original Beauty and Supply của anh Andy. Ở Adelaide thì mình có anh Trương và Paris Nail and Beauty. Anh Trương sẽ lo take care về cái quyền đại lý và phát hành cái sản phẩm SNS tại Adelaide.
ở trên Perth thì mình có hai đại lý, một là anh Thái, tức là Viet Nails sẽ lo về cái phân phối cái sản phẩm SNS trên Perth, và đồng thời là TL Nail Supply cũng ở trên Perth. Còn ở Queensland thì có AAA Nail Supply. Quý vị có thể liên lạc với anh Phương hoặc chị Kim để được hướng dẫn, hay là có thể được training bởi anh Phương và chị Kim. Và một trong những nhân chứng sống đã làm ở trong ngành nail khá lâu, và khi mở tiệm nail ra, trước khi có sản phẩm SNS đã dự định là dẹp bỏ tiệm nail rồi, vì ảnh hưởng của cái những cái hóa chất trong ngành nail. Có lần làm đã bị té xỉu và sau đó định giải nghệ, bỏ nghề. Nhưng mà chính nhờ sản phẩm SNS, cô đã trở lại với ngành nail và bây giờ thành công hơn trong ngành nail của mình. Hồi xưa tại vì làm acrylic rồi có một thời gian bị ảnh hưởng từ acrylic đó, rồi em đã có ý định nghỉ và em thôi cái ngành nail này rồi. Nhưng mà từ khi mà em nghe đến SNS thì em đã đi làm trở lại và em không còn có ý định nghỉ nữa. Tại vì nails là passion của em. Khi mà em bước chân ra khỏi cái acrylic, em đã biết rõ là nếu mà em tìm một cái sản phẩm nào đó mà em mang vô làm cho bản thân em và mọi người xung quanh thì em sẽ tìm một cái sản phẩm để cho chính mình trước. Thì SNS là một cái sản phẩm duy nhất mà em chọn đó, là vừa kinh tế mà vừa có sức khỏe. Sức khỏe là khi mà ai mà làm nail technician á, thì mình cũng đã đi qua rất là nhiều các dòng sản phẩm, ví dụ như là acrylic powder, gel powder, thì mình đều đi qua cái liquid, cái primer, cái acetone and everything. Nhưng mà trong cái acrylic and gel á, thì cái liquid là cái mà em bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đó là khi mà mình xài cái sản phẩm đó lâu năm á, thì nó mình hửi cái sản phẩm, mình hít cái sản phẩm đó mỗi ngày á, thì cái có một cái ngày nào đó em cảm thấy em choáng váng nhiều quá, rồi em chóng mặt, rồi ói mửa, rồi từ từ mới biết là cái bệnh của mình nó đã ngấm hơi bị lâu rồi. Cho nên lúc mà em bị kiểm tra thì mới biết được. Cho nên em không làm sản phẩm nữa. Lúc đó em mới nghĩ luôn. Đối với sản phẩm SNS, không phải bất cứ tiệm nail nào cũng áp dụng. Và đối với sản phẩm SNS, mặc dù là hot trên thị trường hiện nay, nhưng mà không phải tất cả những người thợ đều thích dùng. Nguyên nhân nào đưa đến sự việc này? Có lẽ Tina là một trong những chủ tiệm nail ở tại Melbourne của Úc Châu, cho chúng ta biết thêm. Em tên là Tina, có 3 tiệm nail ở vùng Rosanna, vùng Doreen và vùng Diamond Creek ở Melbourne, Victoria. Em làm trong nghề cũng được 15 năm rồi, chuyên về acrylic cũng như là gel, rồi sau này thịnh hành hơn là shellac. Thì tất cả tiệm đều sử dụng như vậy. Thì em quen biết được với anh mua đơn hàng của anh Andy ở Osnail Supply thì được cũng một thời gian lâu. Thì cách đây 2 năm thì anh Andy lấy sản phẩm vào về SNS, có nói qua là sản phẩm này là rất là healthy, rất là tốt. Và nhất là món bột, nó mình không cần phải dùng liquid and powder nữa, nó rất là natural. Thì đối với em là tiệm của tụi em lúc nào có gì mới lạ, lúc nào cũng thích đi expo hết trơn, có gì mới lạ là đem về để mà học hỏi và cũng muốn đem cho khách hàng để thử. Thành ra em mới lấy liền. Thì em nói về dùng sản phẩm SNS thì cũng được là 2 năm, coi như là cũng là tiệm số 3 hoặc tiệm số 4 của Kim đầu tiên mà xài của sản phẩm SNS ở Melbourne. Yeah. Thì lúc đầu khoảng 3 tháng đầu tiên, thợ ra than quá trời, chị Tina ơi đừng lại học hỏi nữa, lại cái đồ mới chơi nữa, chơi đồ chơi mới hoài mệt quá. Thì em mới nói, thì thời gian đầu tiên em cũng gặp khó khăn là vì thứ nhất là người Việt mình ít chịu học hỏi và muốn coi như là không muốn học hỏi, nói chung là như vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai là không muốn thay đổi, chỉ muốn mình biết cái gì mình làm cái đó. Cái thứ ba nữa là mệt mỏi. Cái thứ tư là cảm thấy tại sao mình phải học hỏi, làm cho chủ rồi tại sao phải học hỏi như vậy. Không có cái tinh thần mà gọi là phấn đấu giống như người Tây. Thí dụ như người Tây á, có cái gì mới người ta cũng đem ra, người ta phát triển, người ta chia sẻ, người ta muốn tiến tới hơn hà. Còn người Việt mình chỉ muốn là gọi là an phận. Rồi thành ra cái 3 tháng đầu tiên em rất là khó khăn với cái sản phẩm SNS này.
khách hàng comeback là bị lifting rồi không biết giải thích làm sao, thì em phải mỗi lần anh trôi qua đều phải tới mà học. Thì khi mà tới học vậy thì mỗi lần mình học thì em kêu mọi người đi thì mọi người không đi, thì em phải tự em đi học, tự em đem đi về, tự em nói chuyện với khách. Thì thợ không làm thì mình làm thôi. Thì cứ làm miết, rồi bắt đầu em bắt đầu từ từ mọi người thấy, rồi khách nó giới thiệu với nhau. Khách tới hỏi, ủa sao cái sản phẩm này tốt quá. Thì giữa người khách và người khách, người ta tự giới thiệu, người ta tự nói chuyện với nhau. Thành ra từ đó bắt đầu thợ em mới nói, ồ sao dạo này thấy không chị Thi nào không làm cái món bột nữa, mà làm cái này không. Thì em cũng ngồi em nói mọi người thì cố gắng lên đi. Thì từ từ, bây giờ 2 năm trước, 3 tháng đầu thì mình khó khăn, bây giờ 2 năm trở sau này thì 3 tiệm của em đa số là SNS hoàn toàn. Lớp học nào thì cũng giống nhau thôi. Cũng có người đến học để rồi có được cái bằng cấp để về hướng dẫn lại, hay là tìm cách làm sao để có được cái income, cái lợi tức cao hơn, giữ được khách hàng nhiều hơn khi sử dụng cái bột nhúng được coi như là hot nhất hiện nay trên thị trường, đó là bột nhúng SNS. I personally, I love SNS. This is a product that I will never change to any acrylic, to any shellac. This is the only product that I would use. Mình rất là yêu thích SNS và mình kêu gọi mọi người nên dùng xài sản phẩm này, và mình chắc chắn mọi người sẽ rất là yêu mến SNS giống như mình. Các bạn ơi, mình xài cái sản phẩm này, mình rất là happy. Mình cảm thấy rất là thành công. Mình khuyên các bạn nên cố gắng tìm tòi và để mà thử xài và sử dụng cái sản phẩm này trong salon của mình. Cơ sở của mình rất là thành công, mà mình tin rằng là trên toàn nước Úc này ai cũng có thể biết qua cái tên tuổi của Original Beauty Supply. Mình có thể nghĩ được chứ, nhưng tại sao mình vẫn tiếp tục làm? Mình làm đây á là cũng vì tất cả các bạn đó. Tin tưởng mình đi. Mình thành công, mình tin là các bạn cũng sẽ thành công. Nếu quý vị có những cái nhu cầu về SNS thì có thể liên lạc trực tiếp với mình qua số điện thoại của tiệm là 0393648586, hoặc số điện thoại cầm tay trực tiếp là 0411492644, hoặc vào trang mạng của business của mình là www.osnailsbeautysupply.com.au. Hiện giờ thì mọi người vẫn đang tiếp tục trên cái sản phẩm SNS bột nhúng áp dụng trong ngành nail. Người này thực tập làm móng tay người kia làm cho người nọ, để cuối cùng sẽ nhận được cái certificate có cái tên đầu tiên là Nail Pro, tức là dành cho những cái người ở level đầu tiên khi áp dụng cái sản phẩm SNS, biết cách làm theo từng step một, làm đúng cách, đúng kiểu mà công ty đã quy định. Vì làm đúng cách, đúng kiểu thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn là chỉ có áp dụng rồi làm theo cái ý kiến riêng tư của mình. Có thể nói bột nhúng SNS hiện nay thống lĩnh thị trường ngành nail, là một loại bột nhúng rất là được ưa chuộng vì chẳng những đẹp, bền mà nó còn giúp cho móng tay khỏe và bảo vệ được cái sức khỏe của người tiêu thụ. Có một điều đặc biệt nữa là cái bột nhúng SNS ở tại Úc Châu nó theo cái formula của Âu Châu, theo yêu cầu của Bộ Y tế Úc Châu, chứ nó không giống như cái bột nhúng SNS được sản xuất tại Hoa Kỳ. Từ cái chỗ đó cho nên bây giờ tại Úc Châu cái bột nhúng SNS được đựng trong những cái chai lọ khác hơn trước, mà đặc biệt là trên đó có cái label, tức là cái hiệu để cái lá cờ của Úc Châu, và có dòng chữ là "This formula is for Australia only", chỉ là cái công thức bột trong này chỉ dùng đặc biệt riêng cho Úc Châu mà thôi. Không phải là tất cả các tiệm nail đều sử dụng bột nhúng SNS, và không phải tất cả những người thợ đều đồng ý và yêu thích sử dụng bột nhúng SNS. Điều đó không có nghĩa là bột nhúng SNS không tốt, hay là không đẹp, hay là không tốt cho sức khỏe của con người, mà gặp cái sự phản đối, mà lại là do cái thói quen, do cái không có dám nói cái lười biếng, mà không muốn bỏ thời giờ để học thêm cái mới. Tại vì cái cũ mình đã làm được rồi, có tiền rồi, dễ dàng rồi, không có muốn thay đổi những cái gì mình đang có hiện tại. Nhưng mà chính cái đó làm cho ngành nail không phát triển mạnh hơn được. Biết bao nhiêu người đã bỏ thời gian tập, sử dụng, thực tập và áp dụng SNS trong ngành nail và đạt được thành công. Có người định bỏ nghề, bán tiệm vì bị dị ứng với những hóa chất. Sau đó áp dụng bột nhúng SNS và trở lại ngành nail và đã thành công, mở ra nhiều tiệm nữa. Thành công hay thất bại của ngành nail
nó tùy thuộc không phải chỉ có vấn đề làm giỏi hay dở, không phải chỉ tùy thuộc vào cách đối xử của mình đối với khách, mà còn tùy thuộc những dòng sản phẩm mới có thể áp dụng vào ngành nail tốt cho sức khỏe con người và làm cho móng tay được khỏe hơn. Lần này có dịp qua Úc Châu, chúng tôi có dịp giới thiệu một giống SNS là một sản phẩm đặc biệt dành riêng cho Úc Châu với chai lọ mới và có nhãn hiệu mới để giới thiệu đến tất cả người Việt Nam tại Úc Châu, nhất là các bạn đang ở trong ngành nail. Hãy thay đổi cuộc đời của mình. You make a change. Your life will be better with SNS. Alright? Thank you and I love you.